Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Và trong video này thì Công sẽ cùng các bạn nói về chiếc ghế công thái học mình đang ngồi ở đây là EP1 EasyChair 2.0. Chiếc ghế này sẽ mang lại cho bạn những giá trị gì và thực tế sử dụng như thế nào? Mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Đầu tiên chúng ta phải xét về mức giá của EP1 EasyChair 2.0 thì trong cái phân khúc giá tầm 6-7 triệu đồng, có thể các bạn sẽ cảm thấy rằng chúng ta đang bỏ ra quá nhiều cho việc mua một chiếc ghế và thực sự công thái học sẽ mang lại cái gì. Rồi, vấn đề về mức giá thì chúng ta sẽ tạm thời chưa bàn tới, ở cuối video sẽ cùng tổng kết lại. Nhưng mình sẽ nói về việc nó mang lại những cái gì. Những lợi ích, những giá trị về mặt sức khỏe thì các bạn đã nghe rất nhiều trong những video khác rồi, tạm thời mình sẽ cũng nói sau. Mình muốn nói tới là khi các bạn bỏ ra cái này, chúng ta đang có một chiếc ghế có thể custom, có thể tùy chỉnh cực kỳ tốt cho cá nhân của bạn. Cái việc tùy chỉnh ghế này thì không phải cái ghế nào cũng có thể làm được và không thể nào tùy chỉnh tối đa cho bạn. Bây giờ mình sẽ nói luôn là chúng ta tùy chỉnh được gì ở trên EP1 EasyChair 2.0. Để cảm ơn anh em đã xem video của mình thì mình có mã giảm giá dành riêng cho các bạn, giảm 600k. Anh em chỉ cần nhập ngay mã đang hiển thị trên màn hình vào khi mua hàng nhá. Trải nghiệm của Công có thể không theo trình tự nhưng mà thôi, cứ từ từ follow mạch truyện này. Thì cái đầu tiên khi mà mình ngồi xuống ghế, mình đặt tay lên, đó là hai cái bệ tì tay của chúng ta. Thì hai cái bệ tì tay này bạn có thể tùy chỉnh được độ cao của nó. Anh em mở chốt ở đây để tùy chỉnh nó lên cao hay là xuống thấp. Cái này là một thôi. Chưa hết các bạn ơi, chúng ta không thích dùng có thể gạt ra, cất đi đằng sau. Nếu như bạn nào thích dùng lại gạt xuống. Cái này thì mình nhớ không nhầm là trong một phiên bản có cái mức giá tốt hơn thì chúng ta sẽ không có cái tính năng này, nhưng mà ở trên EasyChair 2.0 các bạn sẽ có. Và một thứ rất quan trọng tạo nên cái việc nó có thể 3D, đó là bạn có thể tùy chỉnh vào hoặc là ra, tùy theo tay của bạn, bạn thích để thế nào. Ví dụ như là các bạn có thói quen để tay vào trong thế này thì đây, các bạn có thể chỉnh. Bạn thích để ra ngoài thì chúng ta để ra ngoài. Ok chưa anh em? Đây mới là cái đầu tiên. Cái tiếp theo là một thứ cũng rất là quen thuộc, đó là chúng ta có thể tùy chỉnh được phần mông ở dưới này, là các bạn muốn đẩy ra hay là đẩy vào. Hiện tại là mình đẩy vào nhé, giờ mình sẽ trượt toàn bộ phần cơ mông ra cho anh em xem. Đó, đây là khi mình trượt ra ngoài. Mình biết rằng kích cỡ mông của chúng ta hoàn toàn là không giống nhau, có người thì to, có người thì bé, rồi là từ phần mông của bạn lên đến phần lưng của bạn lại thiết kế cũng khác nhau luôn. Nên là việc chúng ta tùy chỉnh được cái việc trượt ra trượt vào này nó rất là tiện lợi. Trong lúc các bạn ngồi, bạn cứ tùy chỉnh làm sao bạn cảm thấy ngồi thoải mái nhất là được. Chúng ta có thể lên trên mạng và xem rất là nhiều video hướng dẫn, nhưng không cái hướng dẫn nào tốt bằng tự bạn ngồi trải nghiệm và bạn điều chỉnh ra tư thế thoải mái nhất. Thì để điều chỉnh được chiếc ghế của chúng ta nó phải linh hoạt trước đã. Bổ sung một chút là cơ chế chỉnh của chúng ta sẽ nằm ở hai bên phía dưới này các bạn nhé. Chỉ cần gạt nhẹ thôi, đó, ngồi ở trên ghế cũng chỉnh được, không cần phải nhờ ai giúp đỡ mình cả. Một khi đã quen rồi là ok. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh cái tiếp theo là ngay sau lưng của mình. Cái này gọi là cái miếng atlas. Đây, như các bạn nhìn thấy này, khi mình ngồi thẳng như thế này thì lưng của mình không có dựa vào đằng sau được. Nhưng mà lúc này mình sẽ có cái miếng này để đỡ cho phần lưng của mình. Cho dù ngồi thẳng làm việc thế này thì mình cũng cảm thấy lưng rất là thoải mái và có vị trí để tựa vào, từ đó giúp cột sống của mình tốt hơn. Và đây cũng chính là một trong số yếu tố liên quan tới sức khỏe mà các bạn hay được nói rằng khi mua ghế công thái học về thì chúng ta sẽ cảm thấy cột sống của mình tốt hơn, ít bị đau lưng hơn. Đó, nó là nhờ những cái này. Và đồng thời miếng atlas này có thể điều chỉnh lên cao xuống thấp được. Ví dụ như là mình lên cao này, đó, mình có thể điều chỉnh lên, hay là mình muốn điều chỉnh xuống thì mình cũng điều chỉnh được. Và khoảng cách điều chỉnh của miếng atlas này có thể lên tới 6cm để các bạn thoải mái điều chỉnh theo cỡ lưng của mình. Cái chỗ này thì mình phải đứng mới chỉ cho anh em được, đó chính là cái phần đầu của chúng ta. Phần này cũng được tùy chỉnh cực kỳ 3D. 3D là gì? Đây. Đó, các bạn thấy không? Và không chỉ dừng lại như vậy, có thể nâng lên cao cũng được luôn. Mình sẽ nâng lên. Ok chưa anh em? Cho dù cỡ cổ, cỡ đầu của bạn như thế nào thì bạn có thể tùy chỉnh được ngay cho mình một cái form hợp lý nhất. Bạn cứ ngồi xuống sau đó từ từ tùy chỉnh. Cái này thì mình phải đứng lên để cho các bạn nhìn thấy, chứ còn kể cả bây giờ mình ngồi đây đi, mình vẫn có thể tùy chỉnh được. Cái điều mình thích nhất ở EasyChair đó là mọi thứ nó rất là dễ. Chỉ cần ngồi lên một mình có thể chỉnh và tìm ra một cái ghế nó phù hợp với bản thân mình. Ngồi thế này trên video thì trông nó hơi choẽ một tí anh em ạ. Đây, đúng ra là ngồi làm việc là phải như thế này nó mới ok. Nhưng mà khi các bạn làm việc xong rồi, các bạn lại muốn nghỉ ngơi thư giãn với ghế thì sao? Chúng ta sẽ muốn tựa người ở đằng sau đúng không? Để mình demo luôn. Anh em nhìn mình làm demo này. Ui sợ quá các bạn ơi, sợ quá. Nói đùa đấy, không sợ đâu. Cái ghế này vô cùng là cứng cáp nên là khi mình ngả thế này mình không sợ gì cả. Này, nhún thử cho các bạn xem. Rất là ok. Thì chúng ta sẽ có cơ chế ngả là bao gồm 3 mức lực khác nhau. Các bạn có thể tùy chỉnh được thông qua con lăn nằm ở đây.
chúng ta có thể tùy chỉnh là cái mức ngả của mình là như thế nào. Vừa rồi là mình vừa khóa lại, mình ngả lại các bạn xem. Thấy không? Cái mức ngả của mình nó sẽ ép thấp hơn vừa rồi. Và cuối cùng là cái mức ngả, cái mức lực cao nhất thì đây. Mình chỉ ngả thế này là hết rồi, gần như là cảm giác hơi ngả nhẹ một tí thôi. Gọi là điều chỉnh mức lực ngả, nghĩa là các bạn sẽ cần nhiều lực hơn để có thể ngả được ra. Và để chúng ta khóa hẳn chế độ ngả lại thì các bạn sẽ có một nấc ở bên này để khóa. Nói chung là tính năng ghế công thái học mà, mình cảm giác nó phê lắm anh em. Các bạn làm được rất là nhiều thứ ở trên chiếc ghế này theo nhu cầu của bạn, bạn thích gì cũng được. Và đó là những cái tính năng, những cái tùy chỉnh mà mình muốn đề cập với các bạn ở trong video này. Và đó là những cái mình cũng thấy rằng nó xứng đáng từng đồng một khi chúng ta mua chiếc ghế này về. Còn về việc sức khỏe của bạn thì như vừa rồi mình đã có chia sẻ là chúng ta có thể tùy chỉnh được nhiều thứ và tạo ra một chiếc ghế phù hợp nhất với form của bạn. Cho dù form người của bạn là cao hay là thấp hay là nói chung là như thế nào đi nữa thì bạn vẫn tìm được một cái dáng rất là phù hợp. Và từ cái việc chúng ta có một cái dáng ngồi phù hợp như vậy thì sức khỏe cột sống của bạn được cải thiện rất là nhiều. Không chỉ tốt hơn cho cột sống mà kể cả khu vực cổ vai gáy của bạn thì cũng được cải thiện theo. Và từ đó các bạn sẽ có một giấc ngồi tốt hơn. À, người ta nói giấc ngủ tốt hơn thì thôi mình gọi giấc ngồi nhá. Nhiều anh em văn phòng bây giờ làm việc ở trong nhà rất là nhiều, có những bạn ngồi làm việc đến cả mười mấy tiếng đồng hồ một ngày, thì việc chúng ta trang bị cho mình một chiếc ghế công thái học để nâng đỡ tốt hơn cho sức khỏe của mình là điều hoàn toàn cần thiết. Vậy thì ngoài ra chiếc ghế này còn những cái điểm gì hay nữa không? Easy Chair thì chúng ta sẽ nói về mặt lắp đặt đi. Lắp đặt có thể các bạn sẽ có nhân viên tới nhà lắp. Nhưng mà nếu như các bạn thuê nhà giống mình, các bạn muốn chuyển nhà thì sao? Tháo ra như thế nào? Mình đã chính là người trực tiếp lắp đặt, các bạn xem cái video timelapse này của mình. Thì việc lắp thì có thể các bạn hai người lắp cho nó dễ, còn nếu như mà bạn chỉ có một người thì vẫn có thể lắp được. Các bạn chỉ cần bắt một vài con ốc vào trong ghế thôi, sau đó là bạn ráp các chi tiết với nhau. Mình thích nhất là cái phần bộ máy của chúng ta, nó không cần phải lắp cái gì cả, cả bộ máy nguyên si như vậy. Bạn chỉ cần bê nguyên cái mâm bộ máy xong bạn lắp thêm vào là xong. Cái bộ máy này là cái có thể khiến cho nhiều bạn đau đầu nhất, thì với Easy Chair nó là một cục luôn. Ngoài ra thì mình có chú ý đến một điểm nữa là piston của chúng ta sẽ là piston Samhosa Class 4. Và piston này khi mà chúng ta cầm ở trên tay lúc đang lắp ấy, thấy nó có vẻ nhỏ nhỏ nhưng mà rất là chắc chắn, mọi thứ xung quanh kiểu cảm giác cứng cực kỳ luôn. Và khi mình đặt lên chiếc ghế của chúng ta thì sao? Đây, mình nhún cho anh em xem. Cân nặng của mình bây giờ nó rơi vào khoảng tầm là gần 90 cân, 85, 90 cân gì đấy. Lâu rồi mình không dám cân các bạn, nhưng mà này. Ui, phê không? Cực kỳ cứng luôn. Và khi các bạn ngồi ở trên ghế này, bạn ngả thoải mái, bạn nhún thoải mái mà chúng ta vẫn không sợ cái việc là ghế của bạn có thể bị làm sao. Với những ghế giá rẻ, đôi khi các bạn mua về nhún một tí lại sợ gãy ghế, nhưng mà đây, thoải mái luôn. Và đây là Class 4, vì vậy nên khả năng chịu lực tối đa lên tới 150kg. Có nghĩa là với cân nặng của mình thì có thể là thêm tận 60 cân nữa thì chúng ta mới gọi là kịch tải của chiếc ghế này. Rồi chúng ta sẽ đến cái chi tiết cuối cùng ở trên ghế và làm cho mình hài lòng. Cái này thì chúng ta đã có ở trên nhiều chiếc ghế công thái học khác của nhà Epic One rồi, nên là mình cũng sẽ nói nhanh hơn thôi. Đó là Epic One trang bị cho ghế của mình những cái lớp lưới như thế này, ngồi rất là thoải mái. Cái này là dạng vải lưới nha các bạn, chứ không phải là dạng lưới theo kiểu như là ni lông đâu. Nên là ngồi nó vẫn tạo được cái sự mềm mại, cái sự thoải mái và sự thoáng khí. Thoáng khí là điều rất quan trọng mà những chiếc ghế gaming không mang lại, hay kể cả là ghế giám đốc mình đang ngồi bây giờ nó cũng không mang lại cái sự thoáng khí này. Và khi các bạn ngồi lâu, đôi khi chúng ta phải bỏ hết cả áo ra để ngồi cho nó thoải mái. Nhưng mà với em này thì không cần. Ghế vẫn rất là thoáng, nó giúp cho lưng của mình không ra mồ hôi, hay đặc biệt ở đây, phần mông của chúng ta cũng không bị ra mồ hôi luôn. Từ đó thì khi các bạn ngồi lâu ở trên chiếc ghế này, các bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái và tăng hiệu suất công việc của mình. Tới đây thì Công sẽ cùng các bạn tổng kết lại là chiếc ghế Easy Chair 2.0 tới từ EP1 sẽ mang lại cho bạn những gì nhá. Đầu tiên là một chiếc ghế rất dễ dàng tùy chỉnh. Thứ hai là một chiếc ghế tốt cho sức khỏe. Và thứ ba là một chiếc ghế mang đến sự ngồi thoải mái. Thứ tư là một chiếc ghế dễ dàng như tên của nó, dễ dàng từ việc lắp đặt cho tới việc sử dụng. Và các bạn thấy sao về em ghế của chúng ta thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết. Cũng như bạn nào định mua thì đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video. Và trên màn hình mình cũng đang hiển thị luôn mã giảm giá, các bạn chỉ cần nhập vào được giảm ngay 600k anh em nhá. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.